Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ngay trung tâm của xã Lộc An. Đây là khu tái định cư Lộc An. Đây là trường mầm non của Lộc An này quý vị này. Đấy, cổng trường mầm non luôn. Đấy, trường mầm non rất là to. Rồi trường cấp 1, cấp 2 là cũng gần đây. Ủy ban nhân dân, rồi là trạm y tế các thứ là ngay đây. Quý vị có thể đi bộ ra. Rồi là chợ Lộc An, bưu điện các thứ là quanh quẩn ở đấy hết. Từ vị trí tôi đứng đây là cái góc ngã tư này, đường ven biển là ngay ngoài kia. Đây, từ đây cách đường ven biển là khoảng 50m thôi, rất là gần quý vị nhá. Thì tức là đường Võ Văn Kiệt. Chỗ ngay đây là có một cái hồ. Thì chỗ này làm công viên quý vị nhá. Làm công viên. Cái hồ đây. Thì cái chỗ này cây cối nó đang cao và nó có cái bức tường ấy, nên quý vị tôi cũng không quay được cho quý vị xem, nhưng mà chúng tôi có quay flycam bên trên. Thì ở đây tôi muốn giới thiệu quý vị một cái nô đất nằm ở góc hai mặt tiền ngay ngã tư đây. Đó, cái nô này quý vị nhá, cái ngã tư này, nô này. Đó, cách vị trí đường ven biển là 50m. Đấy, cách đi băng ngang qua đường cái là ra trường mẫu giáo nhá, rất là gần. Đường xá chỗ này là thông thiên, gọi là đường bàn cờ. Từ đây mà đi ra biển á, là khoảng hơn một cây số, rất là gần quý vị ạ. Đạp xe đạp chỉ tí xíu là đến nơi thôi. Thì diện tích của cái nô đất này á, là 295m², tức là sấp xỉ 300m², và giá đang chào bán cho nô đất này là 4,2 tỷ quý vị nhá, 4,2 tỷ. Đó. Khi mà cái cơ sở vật chất ở cái khu vực này nó hoàn thiện thì cái giá nó sẽ rất là cao, bởi vì là đường ở khu tái định cư này nó đang làm dần dần rồi quý vị ạ. Có những con đường nó đã là hoàn thiện rồi, và có cũng còn nhiều cái con đường nó vẫn là đường nhựa cũ, chưa có làm mới lại thôi. Nhưng mà nói chung là quy hoạch hết đường rất là rộng quý vị. Từ đây sang đây là tới gần 20m lận, rất là to quý vị nhá. Đấy, thì sơ bộ cho quý vị biết một cái lô đất ở đây. Rồi chúng tôi có một số những cái lô đất ở mặt tiền đường ven biển này cũng đang chào bán với giá vô cùng hấp dẫn. Và tương lai ở cái khu vực này rất là phát triển, bởi vì nó là nơi tập trung các cái dịch vụ du lịch, nó gần với lại Hồ Tràm các thứ nè. Hồ Tràm này rất phát triển. Thì bây giờ đến Lộc An và cái ăn theo cái tuyến đường Bình Châu, Vũng Tàu. Đó. Đấy, thì quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.